một con máy mà ai cũng có thể trải nghiệm với mức giá hơn 1 triệu thôi là đã có một con Samsung Galaxy Note 9 để trải nghiệm rồi. Thì anh chị cùng đoán xem nhé, vẫn tặng cho quý anh chị là gì ạ? Ốp lưng, dán màn, xả cáp nhanh cho quý anh chị, đeo cho quý anh chị dùng một cách chỉn chu nhất tuy mức giá hơn 1 triệu thôi. Đây là con Samsung Galaxy Note 9 anh chị nhé. Đây là con máy màn hình cong đầu tiên nhà Samsung. Thì giá thì nó cũng đấy, như em nói đấy, Note 9 có mức giá cực kỳ tốt. Con này chỉ là loanh quanh 2 triệu cho quý anh chị thoải mái lựa chọn luôn. Thoải mái trải nghiệm, anh chị cùng xem nhé. Con này thì khung viền này, đấy, mức khung viền này, các cạnh thì em thấy là còn tương đối là đẹp nha. Góc này có cấn một chút này, các cạnh viền còn đẹp nha. Đây là sản phẩm rẻ nhất, có màn hình 4K anh chị nhé. Hi, xin chào và xin cảm ơn quý anh chị đã quay trở lại với Di động Minh Huy. Và là Minh Huy đây. Lời đầu tiên thì Minh Huy xin chúc quý anh chị có một cái tháng mới thật là thuận lợi anh chị nha. Và làm ăn cũng như là công việc thật là suôn sẻ. Hôm nay thì như thường lệ Minh Huy lại tiếp tục lên cho quý anh chị khá là nhiều sản phẩm với mức giá cực kỳ hợp lý. Và quý anh chị cùng xem Minh Huy đang về những sản phẩm mới gì anh chị nha. Đầu tiên em xin phép giới thiệu với quý anh chị một sản phẩm đến từ thương hiệu Sony. Đây là thương hiệu rẻ, đây là sản phẩm rẻ nhất, có màn hình 4K anh chị nhá, và mức giá chỉ hơn 2 củ thôi. Thì mình đã có một con Sony Xperia 1 anh chị ạ. Con này thì con chip mạnh mẽ vô cùng luôn nhá, anh chị cùng xem này. Đầu tiên là con này sẽ sở hữu dung lượng RAM của nó là bao nhiêu? RAM 6, bộ nhớ là 64GB, màn hình là màn hình 4K Ultra Sharp anh chị nhá. Màn hình con này là màn hình 4K Ultra HD và loa là loa Dolby Atmos có hỗ trợ âm thanh vòm. Máy thì đầy đủ tiếng Việt anh chị nha, máy đầy đủ tiếng Việt và có dung lượng RAM là 6, bộ nhớ thì 64GB và máy dùng rất là mượt mà. Cả nhà có thể thấy ạ, máy dùng rất là mượt mà nhé, có đầy đủ ngôn ngữ là tiếng Việt cả nhà. Em sẽ tìm ngôn ngữ là Việt Nam đây. Em sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nhé, đấy, sẽ có ngay là ngôn ngữ tiếng Việt. Con này thì bộ camera phía sau cực kỳ là ngon và hầm hố với thông số rất ấn tượng. Cam sau thì gồm 3 camera 12 megapixel. Con này sẽ dùng một sim nhá. Viên pin thì ở mức là vừa phải, đó là bao nhiêu ạ? Là 3330 mAh. Đặc điểm mạnh nhất của con này là màn hình 4K Ultra Sharp 6.5 inch và có hỗ trợ 4K nhá. Ngoài ra thì con này còn có loa kép nghe rất là hay nữa. Chức năng ấy thì rất là tuyệt vời rồi, như camera này. Em sẽ cho quý anh chị xem camera nhá. Camera phía sau thì có khả năng chụp ảnh rất là sắc nét. Anh chị có thể thấy là ở môi trường bình thường có cam góc rộng nhá, góc hẹp hơn này, ngoài ra còn có cam zoom nữa, thì ở môi trường chụp ảnh bình thường cho những bức ảnh rất là ok. Cam trước thì em thấy cũng khá là sắc nét anh chị nha, cho khả năng chụp ảnh cũng tương đối là chi tiết cả nhà nha. Và so với những dòng máy cùng tầm tiền như là Samsung thì con này cũng là một cái lựa chọn rất là đáng giá anh chị nha. Sony Xperia 1 cả nhà nhé, Sony Xperia 1. Khung viền ở máy thì còn rất là đẹp anh chị nhé. Và tổng quan ấy, em đang có hai màu cho quý anh chị lựa chọn, đó là màu đen và màu xanh anh chị nha. Dòng này thì chơi game cực kỳ ngon và tuyệt vời luôn. Tần số quét màn hình thì cũng cao, lên đến 60Hz cả nhá. Và màn hình 4K là điểm nhấn của con này, màn hình công nghệ OLED nhá. Ngoài ra bên em đang có là có màu đen và màu xanh thì cùng đồng giá như nhau là 2.950.000 cho những con máy có viền xước nhẹ nhá. Còn những con máy mà đẹp luôn thì là 3.050.000 nha, lệch nhau 100.000 thôi. Tặng cho quý anh chị là sạc cáp nhanh và ship toàn quốc cho quý anh chị nha, ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Nói chung là những cái thiết kế của nhà Sony thì rất là chỉn chu anh chị nhá. Có cảm biến vân tay ở đây này, đấy, cảm biến vân tay một chạm ở đây nhá, nhìn này rất là cao cấp luôn. Kính trước sau là kính Gorilla Glass 6 anh chị nhá, có chế độ Cinema Pro quay phim chuyên nghiệp. Đấy, máy móc thì rất là tuyệt vời nha, chip 855 hẳn hoi anh chị nhá, chip 855. Cấu hình thì cao và dùng rất là mượt mà và tuyệt vời. Không có gì để chê cả. Về lắp sim là dùng nhá. Bên em bán hàng ship code thì nhận hàng, được kiểm tra hàng thoải mái mới thanh toán. Như chiếc này nhá, em sẽ mở ngay camera cho quý anh chị xem này. Camera thì bấm giữ vào đây, bấm chặt vào là lên nhá cả nhá. Đâu rồi? Em sẽ mở lại camera cho quý anh chị xem nhá. Con này thì camera sẽ bấm vào đây là sẽ là rung một cái nó sẽ lên camera nhá. Về camera ấy thì phía sau này có cái hai chế độ. Thứ nhất là mình giữ để mình lấy nét nhá, giữ để lấy nét này. Giữ để lấy nét nhá, bóp mạnh để chụp ảnh. Và nó như cái máy ảnh ngày xưa anh chị ạ. Dòng này thì camera chụp thì thiên về anh chị có tính chuyên nghiệp cao sẽ nên mua những dòng này chụp ảnh ngon. Và hỗ trợ quý anh chị là quay video 4K cả nhá. Và màn hình cũng có khả năng xuất hình ảnh 4K luôn. Tiếp tục thì giới thiệu quý anh chị cũng cùng tầm tiền với con Sony Xperia 1 này. Sẽ có là con Samsung Galaxy S10e nhá. Dòng này máy cũng nhỏ gọn này, nhỏ gọn hơn con kia nhiều. Giá thì nó cũng bằng nhau, 2.950 đến là 3.050.000 nha. Con này thì sẽ có một cái màn hình nó bé hơn, nó mi nhon hơn anh chị nhá. Anh chị thích máy nhỏ gọn thì mua con này cũng rất là ok. Còn thích máy to thì mua con Sony Xperia 1 cả nhá.
Về Samsung Galaxy S10e sẽ có một cái màn hình nó bé xíu thôi. Nó lên đến là bao nhiêu ạ? Là 5.8 inch cả nhá, màn hình Full HD Plus. Khả năng hiển thị cũng khá là cao, tất nhiên là không thể đẹp bằng cái màn hình 4K này được. 4K nó nét gấp 4 lần anh chị nha. Con này màn hình là Full HD Plus. Thì con này sẽ có là camera phía sau cam chính 12 chấm, cam phụ 16 megapixel. Về các bạn em thấy ấy, thì camera trước của con này thì cũng rất là sắc nét và đẹp mắt. Nói chung là anh chị mà dùng nhu cầu cơ bản thì mua những con như thế này về chụp ảnh thì sẽ ăn được luôn. Ý là sẽ gọi là đăng lên được luôn, đỡ phải chỉnh sửa hậu kỳ cũng như là đỡ phải là biết về máy như những dòng Samsung người chụp ảnh ăn sẵn được nha. Con này màn hình đẹp, không ngổ ám, không phân màu gì cả. Thì bên em đang bán là 2.950.000 đồng với những con viền có xước nhẹ nhẹ cả nhá. Còn những con đẹp thì mức giá nó là 3.050.000 đồng, tặng sạc cắp nhanh cho quý anh chị nha. Dòng này thì chip sẽ là con chip Qualcomm Snapdragon 855 nhé. Hai con này dùng chung con chip luôn, nhưng mà con chip trên con Sony thì chơi game nó mạnh hơn một chút, tại vì do cái tối ưu của Sony tốt hơn nhá. Con này sẽ có 6GB, bộ nhớ 128GB. Máy móc thì mượt mà rồi. Pin là 3100mAh cả nhà, cũng ở một mức là dung lượng vừa phải. Và quý anh chị có thể chọn mua nhé. Như con này đẹp thế này thì chỉ là 3.050.000 đồng thôi. Email là 4517 nha. Máy móc thì là hàng Mỹ, zin ngon lành anh chị nhé. Và những cái dòng này thì dùng cũng rất là thoải mái luôn ở thị trường Việt Nam. Tiếp tục lên cho quý anh chị một con Samsung Galaxy S10 Plus anh chị nhé. S10 Plus thì quý anh chị đã quá quen thuộc rồi, màn hình 6.4 inch và độ phân giải màn hình lên đến là 2K cộng anh chị nha. Con này thì anh chị mua rồi về dùng để mà gọi là xem hình ảnh cực kỳ sắc nét thì ok la này, và màn hình cực kỳ đẹp nha. Pin nó cũng rất là hài hòa, pin nó là 4100mAh, cho quý anh chị thoải mái lựa chọn nhé. Samsung Galaxy S10 Plus pin 4001 nha. Con này thì sẽ có bộ 3 camera sau, cam chính là 16MP, hai cảm biến 12MP nhé. Máy móc rất là đẹp này, máy zin đẹp nhá, lưng khung viền đều đẹp cả nha. Máy móc thì nguyên bản luôn, tặng ốp lưng, dán màn hình, sạc cắp nhanh nha quý anh chị nha. Con này thì em đang sale với mức giá chỉ là 4.6 triệu, camera cũng rất là đẹp và sắc nét nhá. Cam trước sau đều sắc nét, cam trước là cam kép, một cam 8MP, một cam là 10MP nhá, một cam 8, một cam 10. Có góc rộng và góc hẹp cho quý anh chị thoải mái sử dụng được chưa ạ? Và con này thì màn hình nó cũng đẹp, không ồ ám gì nha. Máy móc zin, giá là 4.600.000 đồng cho một con S10 Plus nhá. Giá cực kỳ là hữu nghị và hấp dẫn luôn anh chị nha. Tiếp tục thì em giới thiệu với quý anh chị một con Note 9 nha. Note 9 có mức giá cực kỳ tốt, con này chỉ là loanh quanh 2 triệu cho quý anh chị thoải mái lựa chọn luôn. Thoải mái trải nghiệm, anh chị cùng xem nhé. Con này thì khung viền này, đấy, mức khung viền này, các cạnh thì em thấy là còn tương đối là đẹp nha. Góc này có cấn một chút này, các cạnh viền còn đẹp nha. Bút S Pen thì Note 8 vẽ viết bình thường hết cả nhá. Lưng này, lưng có một cái vết xước lông mèo ở đây cả nhá. Còn lại thì lưng tổng quan là đẹp. Cụm camera đẹp, kính màn hình cũng đẹp nha. Và màn hình nó bị gọi là bị cháy phim anh chị ạ, bị cháy phim bên mép này này. Thì nó vàng vàng như này và cam kết với quý anh chị là dùng trọn đời nó vẫn vậy nhá, cho thoải mái được chưa ạ? Và cái màn hình thì nó đẹp, không ồ ám, không phân màu gì, chỉ bị cháy phim bên mép này thôi. Thì giá để với quý anh chị rất là hợp lý nhá. Về các bạn ấy, Note 9 sẽ có màn hình chính là 6.4 inch. Màn hình 6.4 inch, độ phân giải màn hình là 2K cộng anh chị nha, rất là sắc nét. Có cam góc rộng này và camera góc hẹp hơn. Ảnh của Samsung chụp ra thì rất là rực rỡ rồi. Cam trước cũng cực kỳ đẹp mắt và sắc nét nha. Có cảm biến mống mắt ở phía trước và loa kép ở đây. Bút S Pen ấy thì có khả năng vẽ viết và ghi chú cũng rất là bình thường nhá anh chị nhá. Vẽ viết ghi chú bình thường hết cả nha. Con này là bút Note 8 là không điều khiển từ xa nhưng mà rất là ok nhá. Dòng này thì đa số là không còn điều khiển từ xa, trừ những con giá cao hơn một chút anh chị nha. Màn hình thì đẹp, không ồ ám, không phân màu gì, chỉ có cái gọi là cháy phim bên này thôi. Thì nó vẫn cứ như vậy anh chị nha, thoải mái, bao không loang cho quý anh chị luôn. Và nó cứ như vậy thôi. Giá con này em để quý anh chị là 2.2 triệu, tặng sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình quý anh chị nhá. Một lát em sẽ lên cho quý anh chị một con Note 9 hơn một cụ thôi, là đã có một con Note 9 rồi. Tiếp tục đến một con Samsung Galaxy Note S anh chị nha. Note S thì con này thì ai hữu duyên thì mua nhé cả nhá. Ai hữu duyên thì mua, em cũng không công bố giá trên này. Tại vì thật ra thì khách người ta không thích thì em cũng không công bố cả nhá. Chứ còn giá em bán là giá cao nhá. Anh chị nào mua thích sưu tầm thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại em để bên góc 0933600386. Đầu tiên là con Note S này, máy zin nguyên bản nhá, lưng đẹp như mới cả nhá. Khung viền các cạnh này, cạnh bên đẹp này, cạnh trên đẹp cả nhá. Nói chung là giá nó cao nên là anh chị nếu mà mình không quan tâm thì mình cũng hoan hỷ giúp em nhá. Khung viền này, các cạnh đều còn rất là đẹp nhá. Phải nói là đẹp đến tầm khoảng 99% đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy, về tổng quan thì cái vân tay này, chức năng vẫn bình thường nha. Màn hình thì em mở lên cho quý anh chị xem này. Màn hình ở mức là tương đối đẹp thôi, có lưu hình nhẹ nhẹ nhá. Đấy, màn hình này cho quý anh chị xem này. Có bị lưu hình nhẹ cả nha, nhưng mà em thấy là cũng tương đối là đẹp rồi. Thế này cũng rất là ok quý anh chị nhá. Giá thì cũng hơi cao một chút. Đấy, anh chị nào mà yêu thích thì gọi điện trực tiếp 0933 600386, bên em sẽ báo giá riêng nhá.
camera phía trước cũng tương đối là sắc nét, cam sau thì cũng ok nhá. Nói chung là nó thiên về tính sưu tầm hơn cho quý anh chị, được chưa? Cam sau cũng tương đối là sắc nét này. Ngoài ra thì con này có cái màn hình cong là điểm nổi bật của con này nhá. Đấy, màn hình cong này khá là đặc biệt trên con máy này nhá. Đây là con máy màn hình cong đầu tiên nhà Samsung. Thì giá thì nó cũng đấy, như em nói đấy, hơi cứng một chút. Thì anh chị mà yêu thích thực sự thì hãy liên hệ trực tiếp 0933 600 386 nha. Rồi, tiếp tục này, lưng thì còn rất là đẹp nha. Con này thì bên trong mở ra này, đẹp như mới anh chị nhé, cực kỳ đẹp luôn. Siêu siêu đẹp luôn. Đấy, pin này còn cực kỳ đẹp. Made in Korea này, sản xuất ở Hàn Quốc này. Được chưa? Cả nhà thấy đẹp chưa? Cực kỳ đẹp nhá. Con máy chất như này thì giá nó cũng hợp lý là đúng rồi. Được chưa? Rồi, tiếp tục em giới thiệu cho quý anh chị một con Note 9 nha. Note 9 thì con này lên cho quý anh chị giá 3,5 triệu này. Email 8776 nha, máy 2 SIM, RAM 6 bộ nhớ 128. Con này về các bạn lưng đẹp. Lưng đẹp cả nhá. Vân tay có sức nhẹ nhẹ thôi. Khung viền ấy thì con này là khung thay khung mới anh chị nha. Khung này đã thay khung mới. S Pen thì full chức năng vẽ viết và điều khiển từ xa. Màn hình thì cũng đẹp cả nhá. Màn hình con này cũng đẹp, không hồ ám gì này. Giá đang rất là hấp dẫn rồi. Email là 776 8776 nha. Đấy, giá 3,5 triệu thôi. Đấy, máy rất là đẹp nhá, khung thay mới này. S Pen thì có vẽ viết bình thường, có điều khiển từ xa anh chị nha. Lên cho quý chị xem cái S Pen nhá. S Pen thì có thể dùng bút để có thể điều khiển từ xa được anh chị nha. Khung viền thì thay mới đây đẹp leng keng anh chị nhé. Thì em báo trước cho quý anh chị cần máy kỹ tính hơn thì bên em vẫn có những con máy kỹ tính hơn cho quý anh chị. Ví dụ là anh chị cần máy zin thì báo bên em, bấm một cái là chụp ảnh này. Đấy, được chưa? Và anh chị cần máy mà ví dụ là máy thay khung hoặc thay lưng rồi, đẹp cũng được thì cứ báo bên em nhé. Giá nó cũng loanh quanh thôi. Con này 3,5 triệu, email là 8776 này. Tiếp tục lên cho quý anh chị một con S21 Plus nhá. S21 Plus thì cấu hình rất là cao. Con này sẽ chạy con chip là Qualcomm Snapdragon 888 anh chị nhá. Con này thì lên cho quý anh chị với mức giá hiện tại cũng đang rất là hợp lý là bao nhiêu ạ? Con này là 6,900,000 đồng nhá. 6,9 triệu một con S21 Plus này, con này RAM 8 bộ nhớ 128 nhá. Tình trạng máy ấy thì máy đẹp này nhá. Những con máy đẹp thì nó tầm là 6,9 triệu nhá, còn những con máy bớt đẹp hơn thì tầm 6,8 triệu này nhá. Đấy, lên cho quý anh chị này, giá nói chung là em thấy là so với thị trường điện thoại bây giờ ấy thì em đang bán mức giá là tốt nhất rồi quý anh chị nhá. Về các bạn ấy thì lưng này, lưng đẹp cả nhá, lưng đẹp này. À, khung viền các cạnh thì em thấy cũng rất là đẹp anh chị nha. Có một con thay lưng thì giá rẻ hơn là 6,6 triệu thôi anh chị nha. Thay lưng nhưng mà vẫn có áp suất thì giá rẻ hơn là 6,6 triệu thôi. Khung viền còn rất là đẹp nha. Con này thì màn hình đẹp này, kính đẹp, không xước sát gì. S21 Plus sẽ có màn hình là 6.7 inch, tần số quét 120Hz anh chị nha. Có 8GB, bộ nhớ 128GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888, cực kỳ là mượt mà đang tầm tiền. Viên pin của con máy này sẽ có là viên pin bao nhiêu ạ? 4800mAh, cũng rất là ok nhá. Máy móc ngon lành, zin, màn đẹp không hồ ám gì. Tặng dán màn ốp lưng sạc cáp nhanh cho quý anh chị. Con này để quý anh chị mức giá là 6,9 triệu tất cả nhá. Email là 2701 này, 6,9 triệu email 2701 nhá. Còn một con em đang quay video hôm nay đây, là con này đã thay lưng, giá rẻ hơn là 6,6 triệu thôi anh chị nhá. Đã có S21 Plus rồi. À, tiếp tục xin phép giới thiệu với quý anh chị một con LG Wing anh chị nhé. LG Wing, một con máy cực kỳ độc lạ trong tầm tiền luôn anh chị nhé. Và màn hình cực đẹp nhé, màn hình con này cũng rất là đẹp luôn. Về các bạn, LG Wing sẽ có một cái màn hình rộng 6.8 inch anh chị nhé. Màn hình phụ dưới này nữa rộng 3.9 inch, màn hình thì rất là đẹp mắt. Về độ phân giải màn hình sẽ là Full HD Plus nha. Tấm nền là OLED này, cong tràn hai bên anh chị nhé. LG Wing em còn vài con thôi. Con này có 8GB, bộ nhớ 128GB, chạy con chip Qualcomm 765 có hỗ trợ 5G. Như con máy này em để cho quý anh chị mức giá chỉ là 3,7 triệu thôi nhá. Lưng thì còn đẹp nhưng mà có một cái vết xước ở đây cả nhá, một cái vết xước khá là dài đây. Còn lại lưng thì tổng quan lưng tương đối là đẹp. Email con này là 6510 nha. Khung viền thì các cạnh ở mức là vừa vừa phải tương đối. Kính trước sau là kính Gorilla Glass cao cấp nhưng mà viền thì bằng nhựa nên là cũng có những cái vết cấn, những cái vết móp nhẹ nhẹ thời gian. Camera con này thì cam sau có độ phân giải cũng khá là tốt này, cam trước cực kỳ sắc nét được chưa ạ. Cam trước con này thì so với con Sony thì nó hơn nhá, con này cam trước hơn con Sony kia. Còn cam sau thì cũng sắc nét và đẹp nha. Dòng này thì nó thiết kế thiên về camera rồi nên là anh chị cứ yên tâm, là em tin là anh chị sẽ hài lòng khi mua những con máy này. Và đặc biệt con máy này cũng rất là đặc, độc lạ, giúp quý anh chị có thể là thể hiện được cái cá tính riêng của mình. Loa kép nghe hay, giá nó rất là bình dân luôn, 3,7 triệu thôi mà mình có thể thể hiện được cái cá tính của mình. Mình yêu thích những cái độc lạ thì cũng rất là hay nhá. LG Wing em đang có hai màu, như con email 6510 này là 3,7 triệu này, con email là 2024 này là giá 3,9 triệu nhá. Con này lưng cũng đẹp, máy màu đen nhá, lưng đẹp, kính đẹp nhá. Khung viền thì cũng có những cái vết cấn móp nhẹ nhẹ ở thời gian thôi, khung viền bằng nhựa, đấy là đặc trưng của con máy này. Ngoài ra thì màn hình cũng đẹp, không hồ ám, không phân màu gì nhá, giá rất là hợp lý luôn. Con này em để quý anh chị mức giá là 3,9 triệu, tặng sạc cáp nhanh LG cho quý anh chị nhá. Dòng này thì cũng rất là bền bỉ và chắc chắn luôn, bảo hành cơ cáp các thứ cho quý anh chị 3 tháng thoải mái. Bên em lỗ đội 10 ngày đầu và bảo hành 3 tháng phần cứng anh chị nhá.
Trên video hôm nay em quên giới thiệu cho quý anh chị nhất một sản phẩm, đó là sản phẩm có cái em thấy thông số cấu hình và thông số kỹ thuật cực kỳ hài hòa, và em sẽ giới thiệu ngay cho quý anh chị đây nhá. Trên tay em Minh Huy đây là sản phẩm Samsung Galaxy S20 Plus anh chị nha. Con này ấy, em thấy là rất là đáng tiền trong tầm tiền. Vì sao ạ? Sẽ có cái cấu hình nó ngon này. Dung lượng RAM là bao nhiêu? RAM 12. Bộ nhớ lên đến là 128GB anh chị nhá. Máy có hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Đặc biệt là chạy con chip Qualcomm Snapdragon 855. Xin lỗi là 865 Plus. Rất là mạnh mẽ. Con này gọi là cấu hình ngang ngựa con Note 20 Ultra và S20 Ultra. Note 20 Ultra bây giờ giá nó cũng phải 9 triệu. Con này mức giá nó chỉ là hơn 5 triệu thôi là đã sở hữu ngay một con Samsung S20 Plus rồi. Dòng này thì sẽ có một cái cấu hình mạnh nhá. Về cơ bản thì sẽ có cái màn hình là màn hình rộng lên đến là bao nhiêu ạ? 6.7 inch anh chị nhá. Màn hình rộng 6.7 inch. Độ phân giải màn hình là gì ạ? 2K cộng anh chị nhá. Và đặc biệt tần số quét màn hình lên đến là 120Hz anh chị nhá. Về cơ bản thì nếu mà anh chị thích một con máy có màn hình cực kỳ đẹp, độ sắc nét và chi tiết cao, có thể chọn con này. Công nghệ Dynamic AMOLED 2X giúp màn hình hiển thị sắc nét và khả năng tái tạo hình ảnh HDR giúp màn hình cũng càng sắc nét hơn nữa. Camera phía sau sẽ có camera chính lên đến là 12MP, cùng với đó là hai cảm biến phụ, một cảm biến 64 chấm và một cảm biến 12MP. Ngoài ra còn có thêm một cảm biến TOF 3D giúp quý anh chị có khả năng là lấy vật thể tốt hơn này, khả năng chụp ảnh tốt hơn, lấy chiều sâu vật thể tốt hơn. Và camera con này cũng gọi là định nhất tầm tiền anh chị nha, rất là ngon luôn, khả năng zoom 30x. Màn hình thì màn hình đẹp, cam thì ngon, pin nó là ở mức là 4.500, cũng rất là hài hòa nha. Anh chị có thể xem cấu hình thì em thấy là trong tầm tiền cũng rất là ngon rồi. Hỗ trợ 2 SIM nha. Con này thì có 2 SIM 2 sóng này. S20 Plus, S21 Plus đều có 2 SIM nhá. Đều là máy bản Mỹ. Và con Note 9 cũng có 2 SIM anh chị nha. Đây lên cho quý anh chị này. Con này sẽ có là RAM 12, bộ nhớ 128. Máy móc thì dùng ngon lành mượt mà. Cam sau, cam trước đều sắc nét và ngon. Khả năng quay video thì cũng không có gì để phàn nàn nhá. Đây cho quý anh chị xem này. Quay video cam sau đây, xem thử này. Có khả năng quay video 8K 24fps hoặc là 4K 60fps nhá. Nói chung là quay video con này cũng rất là bá cháy luôn. Giá thì em để cho quý anh chị rất hợp lý thôi. Giá là 5.8 triệu cho những con máy gọi là còn zin đẹp như thế này nhá. Có một vài con máy thì em check ấy, em check đây cho quý anh chị xem này. Một vài con máy ấy thì đây. Máy đã thay lưng nhá, nhưng mà vẫn có IMEI cả nhà thấy chưa? Vẫn có IMEI này, vẫn có IMEI nhá, vẫn có IMEI sau lưng. Tuy là máy đã thay lưng nhưng vẫn có IMEI sau lưng rất là rõ luôn cả nhà nhá. Thì để cho quý anh chị mức giá cũng rất là hợp lý luôn. Con này thì vẫn có áp suất nhá. Đây mở cho quý anh chị xem này, không anh chị bảo là em Huy lại nói không chuẩn nhá. Đây lên cho quý anh chị xem máy thay lưng có áp suất. Con kia 58 thì con này em để quý anh chị là 5.5 triệu thôi. Được chưa ạ? Đấy áp suất có nhạy nhá. Đấy, áp suất có nhạy từ 1 lên 2 này, được chưa ạ? Và áp suất chuẩn Samsung ở tầm 1 đơn vị anh chị nhá. Tuy là thay lưng nhưng mà vẫn áp suất vẫn ngon. 5.5 triệu chỉ một con này nhá. Còn con Zin thì là 5.800.000 đồng. Và tiếp tục giới thiệu với quý anh chị thêm một con Samsung nữa, Note 10 nhá. Con này là Note 10 5G anh chị ạ, một siêu phẩm trong tầm tiền luôn. Cũng sở hữu 12GB, bộ nhớ con này là bao nhiêu ạ? Bộ nhớ con này lên đến là 256GB. Về bộ nhớ và RAM thì nó rất là dư thừa luôn anh chị nhá. Và chạy con chip Exynos 9825, nói chung chipset thì mượt mà rồi. Dòng này dùng không có gì để bàn. Camera ấy, mỗi lần anh chị dùng anh chị nhớ là vệ sinh qua sạch sẽ giúp em nhá. Vệ sinh qua camera thật sạch, mình chụp ảnh cũng nét nhá. Nhìn cái lưng zin này, đẹp chưa? Cực kỳ đẹp và sắc nét, màu này màu đa sắc anh chị nha. Giá em bán Note 10 5G rất là hợp lý luôn. Con này sẽ có màn hình 6.3 inch Full HD, gọi là Full HD Plus anh chị nhá. Có camera zoom thì lên đến 10x này. Camera X1, camera góc rộng đều có nha. Cam trước cực kỳ sắc nét luôn. RAM sẽ lên đến là 12GB. Đây mở cho quý anh chị xem nhá. Con này sẽ có là 12GB RAM, bộ nhớ là 256GB, dùng rất thoải mái nha. Thiết kế rất là đẹp, cầm vừa vặn tay, màn hình 6.3 inch vừa phải. Viên pin thì có 3.500 thì nói thật với anh chị là cũng vừa dùng với những người dùng vừa phải như em, còn dùng nhiều thì hơi thiếu một tí. Con này thì email là 4910, giá con này để quý anh chị cũng rất là hợp lý luôn cả nha. Để cho quý anh chị con này là 4.800.000 đồng anh chị nhá. 4.8 triệu, những con mà ngoại hình không đẹp bằng ấy, những con đẹp như này này là 4.8 triệu anh chị nhá. Còn những con ngoại hình mà có phẩy xước nhẹ nhẹ là 4.6 triệu anh chị nhá. Email con này là 4910. Ngoài ra em còn rất nhiều nhá, rất nhiều sản phẩm này đang có màu trắng, màu đen và màu đa sắc anh chị nha. Đấy, đây là sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 5G anh chị nhá. RAM 12 bộ nhớ lên đến là bao nhiêu? RAM 12 bộ nhớ là 256GB, dùng thì thoải mái luôn, nói chung là lưu bao nhiêu thế hệ cũng chưa chắc đã hết. Tiếp tục này, tiếp tục lên cho quý anh chị một con Sony nhá. Sony Xperia 5. Con này là Xperia 5 Mark 2 anh chị nhá. Xperia 5 Mark 2 thì có hai màu cơ bản cho quý anh chị lựa chọn. Một là màu xanh,
Hai là màu xám xi măng anh chị nhá. Màu nào cũng rất là hấp dẫn luôn. Thiết kế thì rất là đẹp luôn. Dòng này thì có một cái thiết kế này, khung viền được làm bằng hợp kim cao cấp nhá. Kính trước sau là kính Gorilla Glass 6 luôn, thế hệ thứ 6. Có mic 3.5mm giúp quý anh chị nghe nhạc tốt hơn. Khai sim để dùng một sim nhá. Dòng này thì có một cái thiết kế cực kỳ đẹp mắt rồi. Loa là loa kép nhá, hỗ trợ công nghệ âm thanh là Dolby Atmos giúp cho quý anh chị tái tạo âm thanh vòm tốt hơn. Con này thì giá nó cao hơn con kia vì đời sau mà. Con này lệch con kia 1 năm ra mắt nhá. Chip 865 Plus, dung lượng RAM là bao nhiêu ạ? RAM con này sẽ có là 8GB RAM, bộ nhớ 128GB nhá. Nhìn cái bộ camera đã thấy là rất là yêu rồi đúng không ạ? Dòng này thì camera chụp ảnh rất là chân thực và cái chất ảnh cực kỳ cao nhá, độ chi tiết rất cao. Nhưng mà cái khả năng đẹp của camera ấy thì nói thật với anh chị luôn là anh chị chịu khó một chút. Đó là mình phải chụp ảnh tỉ mỉ hơn một chút và mình am hiểu về máy một chút thì mình sẽ chụp ảnh có những bức ảnh như ý nhất. Còn nếu mà anh chị là những người dùng bình thường thì mình cứ mua những con Samsung dùng cho nó dễ chụp ảnh được chưa? Còn con này thì thiết kế đẹp rồi, vô cùng đẹp. Màn hình tần số quét 120Hz, vô cùng mượt nha. Và con này thì RAM sẽ là bao nhiêu? RAM 8, bộ nhớ 128. Máy móc ngon lành, camera ngon và cấu hình thiết kế rất là đẹp, tặng sạc cáp nhanh, giá 4.680.000 đồng thôi. Hàng Ranga nhá, hàng Ranga cho quý anh chị luôn. Đều là máy đẹp hết. Tiếp tục lên cho quý anh chị một con đây. Một con máy mà ai cũng có thể trải nghiệm với mức giá hơn 1 triệu thôi là đã có một con Samsung Galaxy Note 9 để trải nghiệm rồi. Thì anh chị cùng đón xem nhé, vẫn tặng cho quý anh chị là gì ạ? Ốp lưng, dán màn, sạc cáp nhanh cho quý anh chị, cho quý anh chị dùng một cách chịn chu nhất tuy mức giá hơn 1 triệu thôi. Đây là con Samsung Galaxy Note 9 anh chị nhé. Về cơ bản ấy, thì máy móc thì lưng còn đẹp này nhá, camera thì chức năng bình thường hết, màn hình thì kính các góc này còn đẹp này, nhưng mà có một cái vết vỡ ở đây cả nhá, một cái vết vỡ ở đây và gây đốm này nhá. Thì lên cho quý anh xem này, màn hình thì có bị lưu hình như hình nhá, em mở sao thăng không sao thăng, em mở rewind cho quý anh chị xem chi tiết nhất về cái màn hình này. Màn hình có một cái đốm bé ở đây cả nhá, không phải đốm bé đâu mà đốm vừa vừa ở đây và có một cái đường sọc rất mờ nhá, lúc có lúc không đấy. Để cho quý anh chị mức giá rất là hợp lý, 1.6 triệu anh chị nhá, 1.6 triệu cho con Note 9 này. Về các bạn thì chức năng là full hết nhá, vân tay nhạy này, camera và sim sóng các thứ bình thường hết, giá 1.6 triệu thôi. Đợt này em còn tặng ốp lưng, dán màn cho quý anh chị, sạc cáp cho quý anh chị luôn và bút S Pen này là bút S Pen Note 8 nhá, vẫn vẽ viết các thứ ngon lành này đấy, vẫn vẽ viết bình thường nhá, vẫn lưu ghi chú bình thường luôn và đầy đủ cho quý anh chị luôn, lấy về việc dùng và trải nghiệm thoải mái. Vân tay thì nhạy nhá, bóng mắt và mọi chức năng đều ok la hết, quý anh chị cũng yên tâm là em đã test full rồi, lấy về chỉ việc dùng và trải nghiệm thôi. 1.6 triệu tri ân cho quý anh chị. Nếu mà quý anh chị hôm nay không mua được con máy này cũng đừng buồn, để lại em Huy một like và đăng ký kênh, em Huy sẽ cố gắng thêm nhiều sản phẩm tốt giá rẻ nữa cho quý anh chị. Tiếp tục lên cho quý anh chị một con S20 FE. Về các bạn thì dòng này cấu hình cũng rất là cao luôn, RAM 6, bộ nhớ 128, con chip 865. Con này dùng chung chip với con này, được chưa ạ? Và chip rất mạnh mẽ. Ngoài ra thì có dung lượng RAM là 6, bộ nhớ 128 nha. Hiện tại cấu hình RAM ROM thế là thoải mái rồi. Con chip khỏe là ngon thôi. Màn hình cũng đẹp, không màu ám, không phân màu gì. Tần số màn hình quét lên đến 120Hz. Và máy đẹp keng nhá. Màu xanh này thì là màu xanh min. Ngày trước có con 11 ra mắt, màu này rất đẹp nhá. 11 màu 2, rất đẹp luôn. Và giá để cho quý anh chị rất hợp lý ở trong video hôm nay là 4.550.000 đồng, tặng sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình cho quý anh chị, được chưa? Máy rất đẹp nhá, đây, còn cả siêu viền này, anh chị thấy chưa? Rất là đẹp luôn quý anh chị nhá, 4.550.000 đồng, bảo hành 3 tháng, lỗ đội 10 ngày đầu cho quý anh chị. Đây, camera, cụm camera rất là sắc nét nhá, máy zin nguyên bản cho quý anh chị luôn. Đây, máy bạn Mỹ anh chị nhá, có hai con, một con email là 3238, một con là email 3248 nhé. Nói chung là như anh em sinh đôi ấy, email lệch nhau một tí thôi. Thì con này thì cấu hình nó cũng cao, màn hình thì đẹp và chất lượng máy ấy thì cũng rất là tuyệt vời nhé. Máy móc nguyên bản đó quý anh chị luôn, lâu lâu có những cái đơn hàng rất là ưng. Rồi tiếp tục nào, không khí thì để tiếp tục không khí vui vẻ quý anh chị thì lên cho quý anh chị một con Note 9 này. Anh chị thích máy đẹp mua con này ok nhé. Con này thì nói thật với anh chị luôn là lưng thay, nhưng mà thay lưng là lưng gọi là lưng cao cấp nhất rồi, nhìn nó như zin đấy ạ, đóng mới được cả nhá. Lưng thay đẹp như zin và đẹp như mới, khung viền cũng là khung viền thay đẹp như mới anh chị nhá. Khung viền thì là khung viền thay mới rồi, đẹp như mới. Và con máy này thì nói chung là nếu mà đóng hộp nữa thì thành máy đẹp keng luôn. Màn hình cũng đẹp, không ồ ám gì, RAM 6, bộ nhớ 128 và máy móc rất là mượt mà nhá. Để quý anh chị con này mức giá là bao nhiêu? 3.8 triệu, email là 8947. Nếu mà quý anh chị thích những con máy mà kiểu lưng zin ấy thì mua em con này này. Con này lưng zin giá nó còn rẻ hơn, giá 3.7 triệu thôi. Lưng zin nhá, email là 2875. Con này thì khung viền này, cho quý anh chị xem qua khung viền cũng là khung viền zin nhá. Đấy, có xước sát nhẹ nhẹ, cấn nhẹ nhẹ theo thời gian. Tổng quan là ok la nhá. Màn hình con này cũng đẹp, không ồ ám gì, không phân màu gì. Giá để quý anh chị là 3.7 triệu thôi cả nhà nhé, 3.7 triệu thôi. Một con Note 9 email là 2875. Rồi, thì
Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video này quý anh chị nhé. Quý anh chị đặt hàng đừng quên liên hệ trực tiếp 0933 600386, em sẽ là có bạn bên em tư vấn cho quý anh chị chi tiết nhất nhé, hoặc là nhắn Zalo 0933 600386 giúp em. Anh chị cần mua những con máy này sưu tầm thì cũng bảo em nha, giá nó cũng hơi chát một chút ạ. Rồi thì đừng quên để lại em một like và đăng ký để em có thêm động lực ra nhiều video hơn, và hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại, bye bye.